Con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng, chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhược Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhược Bình lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Hai Giá. Cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Hai Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Tha Giá. Dạ, Nhật Bình kính chào Vinh Kinh. Hôm nay còn sớm được một chút cho Nhật Bình chào đạo tràng để một chút Nhật Bình bớt bài thì không còn. Không có chào ai được hết, ai vào sau quan hỷ cho Nhật Bình nha. Dạ, kính chào Vinh Kinh, kính chào, mến chào Xích Duyên và mến chào Nguyên Như. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Mến chào Xích Thanh Hoàng, mến chào Xích Thiện Vũ, mến chào Thi Lâm. Một lần nữa, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, mến chào Tâm Pháp, kính chào Karuna, mến chào Trang Thư. Kính chào Tâm Hạnh, kính chào chị Metta, kính chào Huyền Mộng. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh đã làm xong bổn phận. Dạ, dạ, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng. Dạ, kính mời Vinh Kinh đăng đàn để phù hợp chương trình học ngày hôm nay. Và Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học di diệu pháp được an vui tiến hóa. Và Nhật Quỳnh một lần nữa nhắc nhở Vinh dạy chậm chậm cho Nhật Quỳnh học với Ngang Vinh. Vinh dạy lẹ quá là Nhật Quỳnh trốn luôn đó nha. Rồi, kính mời Vinh Kinh nè. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, kính lễ chư tôn đức tăng trong rừng. Dạ, thân chào tất cả quý vị. Rồi, hôm nay chúng ta cũng tiếp tục học bài cõi. Vì rồi chúng ta đi dạo cõi đau lợi rồi ha. Ngày nay chúng ta sẽ đi dạo tiếp những cõi khác cho cao hơn. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo Tấm Tắc. Arahang sama sambutto bhagava buddhang bhagavantang abhivademi sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami sabbadibbano bhagavato savakasangho sanghaṃ namāmi sama sambuddhamatulang sacchattham bhagavatthama abhivadiyapasissang Abhidhamma Mattasangha. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cũng dẫn chương trình như cũ ha, đọc Pali xong rồi chúng ta vô học bài học. Lần nào thời buổi giờ cũng lạ vậy ha. Cái học trò rồi đuổi thầy giống như đây, bên Mỹ thì người có cái là mấy người thợ đi làm thì đuổi chủ, đây học trò là đuổi thầy đây là chuyện lạ. Giờ thay đổi thời buổi hiện đại, giờ thay đổi đủ thứ, chắc sắp qua một cái chu kỳ mới này sẽ hỗn loạn đủ thứ rồi. Mời quý vị chuẩn bị tinh thần để đọc Bali ha, để cho tâm mình được an bình lại, khỏi có phải bị chao đảo, khỏi bị hoàn cảnh xã hội virus này kia làm cho thay đổi tâm tư, cố gắng giữ tâm an bình hạnh phúc. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước khi vào buổi học, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con kính chào Thầy Kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, bây giờ con xin đọc bài Vô Mí Cõi Tát Tha
a ba ya phù mi ca ma su ga ti phù mi ru ba wa cha ra phù mi a ru ba wa cha ra phù mi cha ti cha tát so phù mi yo na ma ta su ni ra yo ti ra cha na yo ni bet ti vi sa yo asura ka yo cha ti a ba ya phù mi cha tup bi tha hồ ti. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là: cảnh khổ, địa ngục; cảnh thú, bàn sanh; cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa cha tum ma ra chi ka ta wa tin sa ya ma tu si ta nim ma na ra ti ba ra nim mi ta wa sa wa ti cha ti ka ma su ga ti phu mi sat ta wi tha ho ti sa ba na yang ê ca đa sa vi tha bi ca ma quá cha ra phù mít chê quá sẵn khăn gắt cha ti. Cảnh hộ phúc của dục giới có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh quá lạc thiên, cảnh tha hoa tự tại thiên. 11 cảnh giới sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ, con đã trả bài xong. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bốt bài. Con kính cảm ơn thầy và con xin trả mic lại cho Đạo Tràng. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý chư tăng, con xin kính chào quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài ạ. Phù mí cõi Pháp thá á phà giá phù mí ca má xú giá tiếp phù mí ru phà vá chá rá phù mí á ru phà vá chá rá phù mí cha tí chá tát su phù mỹ vô nà má tà xú ní rá vô tí rác trà ná vô ní bét tí ví xá vô á xú rá cà vô trà tí á pha giá phù mỹ chá túc bí thà hồ tí. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là: cảnh khổ, địa ngục; cảnh thú, bàng sanh; cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Má nút xà trà thum má hà và trí cà tà vá tin xà gia ma tú xí tà nìm ma nhá rá tí bá rá nìm mí tá vá xá vát tì cà tí cà má xú gá tí phù mí sát bá ví thà hồ tí sa thá na dầm ê cà bá xá ví thà phí cà mà bá chá vá phù mí chề vá sang khăn gác trà tí. Cảnh hữu phúc
Của dục giới có bảy là cảnh người, cảnh tứ đại thiên vương, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ, con xin mời vị quý tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và con nguyên như con xin kính lãnh lễ ngày Chí Đức, con xin kính lễ thầy kinh và con xin kính chào thằng thầy đạo tràng và con xin đọc bài ạ. Phù mi cõi tát tha bà giá phù mi cà ma su gá tí phù mi rù bà quá cha ra phù mi a rù bà quá cha ra phù mi cha tu cha tát sô phù mi yô na ma tà su ni ra yô tí vát cha na yô ni tát tí quý sa yô a su ra cà yô cha tí a bà giá phù mi cha túc bí tha hồ tí. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ địa ngục, cảnh thú bàn sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh atula. Manusa cha tum maha ra chi ka ta wa tin sa ya ma tu si ta ni ma na ra ti ba ra ni mi ta wa sa wa ti cha ti ka ma su ga ti phum ni sa ta wi tha ho ti sa ba na yang e ka da sa wi tha bi ka ma wa cha ra phu ni che wa sang khang gat cha ti. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đâu xuất đà thiên, cảnh quá lạc thiên, cảnh tha quá tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ, con đã đọc xong, con xin nhường mic cho vị kế tiếp ạ. Con xin kính tri ân cô Nhật Quỳnh Đa Bốt Tài ạ. Alo, alo ạ. Dạ. Cảm ơn chị Netta, cảm ơn Thiện Hữu đã cho biết tín hiệu. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Như Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính lễ thầy kinh, kính chân chị trong đạo tràng, con xin trả bài ạ. Phù mi cõi tát tha a pa ya phù mi ca ma su ga ti phù mi rô bà quá cha ra phù mi a rô bà quá cha ra phù mi cha ti cha ta sô phù mi yô na ma ta su ni ra yô ti ra cha na yô ni pe ti vi sa yô a su ra ka yô cha ti a pa ya phù mi cha tu phi tha hồ ti. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ địa ngục, cảnh thú bàng sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh atula. Manusa cha tum mahara chika ta wa tim sa ya ma tu si ta nim mà narita paranim ita wasa watti cha tika masugati phu misata vitha ho tisa pana yam eka dasa vitha dika ma wajara phu mikche wasang khang gacchati. Cảnh hữu phúc của giới có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con xin xuống mic.
Kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã bút bài. Xin mời vị kế tiếp ạ. Kính lãnh lễ thượng tọa Trí Đức, kính chào thầy Trung, kính chào quý anh chị đồng đạo tràng. Con xin trả bài ạ. Cảm ơn chị Meta Hồng Nhung và Thiên Thượng Bộ cho biết tín hiệu nghe rõ. Phu mí cõi tắc thá áp ba giá phu mí cà ma số giá thì phu mí Rupa vachara bhumi Arupa vachara bhumi Chati Chakaso bhumi Yonama Tasu nirayo Irachana yoni Betivisayo Asura kayo Chati abhaya bhumi Chakupita hoti. Bốn cảnh giới sinh tồn là: thứ nhất cảnh bất hạnh, thứ hai cảnh hữu phúc của dục giới, thứ ba là cảnh sắc giới, thứ tư là cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ, súc sanh. Có bốn là cảnh khổ, địa ngục, cảnh thú, bàn sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atura. Manusa cha tùm ma hà và chi ca tà quá tìm xà già mà tu si tà ni ma na ra ti ba ra ni ni ta quá xa quá kỳ cha ti ca ma su ra ti khổ mi sát tà vi thà hồ ti xà na bà nà dằn ê cà đá quá đá sao quý thà bí cà mà quá chá rá bù mít chê quá sằng khằng các chá tí. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam phật tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh quá lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ cảm ơn chị Nhật Bình đã bắt bài. Dạ con xin gửi nó về cho đạo tràng. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Khai. Dạ con xin kính lễ sư Trí Đức. Con xin chào cô Tư Lục Phúc Hạnh và con kính chào thầy Kinh và con mến chào đạo trang. Dạ con xin đọc bài Phù Mí Cõi Tát Tha Á Bà Giá Phù Mí Cà Má Xú Giá Tí Phù Mí Rú Bà Quá Chá Rà Phù Mí Á Rù Bà Quá Chá Rà Rá Phù Mí Chá Tí con xin sám hối. Chà tí chát tha sô phù mi yô na ma ta su mi ra yô tí ra chà na yô mi bát tí vi sa yô a su ra chà yô ca yô chà tí a pa ya phù mi chát tu pi tha hô tí. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một cảnh bất hạnh, hai cảnh hữu phúc của dục giới, ba cảnh sắc giới, bốn cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ, địa ngục, cảnh thú, bàn sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa chatum mahara chitka tawatin sa yama
tusita min manarati para nim mitawasawati jati kamasugati fumi satawita honti sabana yang ekadawa da. Con xin sám hối. Ekadasawi tabi kama wajara fumi jewa sanghangachati. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xúc đa thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ con có sai, xin thầy sửa. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ con xin xuống biết ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức, quý tăng, quý cô tu nữ, con xin kính chào thầy kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài hôm nay ạ. Phùm mí cõi. Ta tha a ya a ya apha ya phùm mí ka masugati phùm mí rupa vacara phùm mí Aruba wachara pummi chati chataso pummi yo nama tasunirayo tirachana yoni betiwisayo asurakayo chati apaya pummi chatupitha hoti. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; 2, cảnh hữu phúc của dục giới; 3, cảnh sắc giới; 4, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là: cảnh khổ, địa ngục; cảnh thú, bàn sanh; cảnh ngạ quỷ; và cảnh Atula. Manusa chatum mahara chika tawatimsa yama tusita nimma narati paranimita wasawati jatika masugati pummi satta vitha. Dạ con xin sám hối, con đọc lại chỗ này nè. Manusa jatum mahara chika tawatimsa yama tusita nimma narati paranimita wasavati jati kamasugati pummi sattavitha hoti sabanayam ekadasavitha bikama vachara pummit Pumichewa sangkhang gacchati. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ, con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài ạ. Dạ, Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Chúng con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đầu tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào thầy kinh, và con kính chào đầu tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho niềm từ biết là anh rõ. Con xin đọc bài
học hôm nay. Cảm ơn Sít Nhật Quỳnh đã post bài lên nhỉ. Phù mí cõi tắc thá a bà giá phù mí a má su gá tí phù mí rù bà quá chá ra phù mí a rù bà quá chá ra phù mí chà tí cá chá tá sô phù mí dô nà má tà su ní rá dô tí rắc chà ná dô ní bét tí quý sa dô Asuraka yo chati apa yafumi chatupitha ho ti. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của địa dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là: cảnh khổ, địa ngục, cảnh thú bằng sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa chatummaha rajika tawa timsa yama tusita nimma narati baranim mitawa sawakti jatika masugati fummi sak tá quy đà hồ tí xà bá nà dần ê cà đá quá đà ê cà đá xá quý thà bí cà mà quá cha ra phùm mít cha quề sần khăn gắt cha tí. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đâu xuất đà thiên, cảnh quá lạc thiên, cảnh tha quá tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ, con đã đọc xong, con có đọc sai, xin thầy sửa lại giùm con ạ. Con kính cảm ơn đạo tràng, nó một trai giá. Xin mời đạo tràng lên đọc tiếp, đọc trả bài tiếp ạ. Con cảnh kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính đảnh lễ Cô Tu Nữ cùng toàn thể đạo tràng ạ. Con xin đọc ạ. Em xin chị Phù Mi cõi Tatha Apacha Phù Mi Kamasugat Ti Phù Mi Rupa Vachara Phù Mi Aru Pa vachara phù mi cha ti cha ta so phù mi yo na ma ta su ni cha ro cha ti rak cha na yo ni pa ti vi sa yo asura ka yo cha ti pa apa ji ya phù mi cha tu cha tu pi cha tu phi cha tu bi đa đà thà hồ tí. Bốn cảnh giới sinh tồn là: cảnh bất hạnh, cảnh hữu phúc. Một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn loại, trong bốn cảnh sắc giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là: cảnh khổ, địa ngục, cảnh thú bàng sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Em xin chị Quỳnh. Cảm ơn chị ạ. Manusa cha tu cha tu maha cha raja chi cha tu maha raja ka tawati cha tawati cha watim sa ja matu sita nimma narati pa Paranimita wa sati chati kamasugati fumi satawi thahoti sapa najang
panayang ekas dasawa dasawi tha tha pi kamawachara phumi chewa sanh khang gacham ti. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Con xin kính thầy tinh chỉnh cho con ạ. Con xin cảm ơn ạ. Con xin xuống mic, xin mời người kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con kính lễ cô tu nữ phúc hạnh, con kính lễ chư tôn đức tăng ni, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn mọi người đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ con xin phép được đọc bài, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh ạ. Phù Mỹ cõi Tát Tha Bà Ya Phù Mỹ Kamasugati phù mi, Rupa vachara phù mi, Arupa vachara phù mi, Chati chatasso phù mi yo nama, Tasu nirayo, Tirakchana yo ni, Petti visayo, Asurakayo, Chati apaya phù mi chatupitha hồ ti. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ, địa ngục; cảnh thú, bàn sanh; cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa cha tam maha rajika ta watim sa yama Tusita nimma narati paranim mita wasat watti jati kamasugati fumi sattavitha hoti sapanayam eka dasavitha pikama wachara fumi je wasankhang gacchati. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ thưa con đã đọc xong á, con đọc có sai con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, xà thú kính cảm ơn Châu Nguyễn. Nam mô Bụt Tha Ya, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Metta, Thiện Vũ, Châu Nguyễn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Dạ, còn vị nào chưa trả bài thì xin đưa bàn tay lên. Dạ, trong khi chờ đợi để đạo tràng không trống vắng, Nhật Quỳnh xin được trả bài trước ạ. À, vị nào còn thì cứ đưa tay lên để Nhật Quỳnh biết. Nhật Quỳnh xin nhường. Dạ. Phù mi cõi ta ta ba ya phù mi ca sa su ga ti phù mi ru ba qua cha ra phù mi a ru ba qua cha ra phù mi cha ti cha ta sơ phù mi giờ na mắt ta su ni ra giờ ti ra cha na giờ ni Bát Tivi Sát Dầu Asura K
ca dơ cha tí a ba giáp phù mi chất tấp bí tha hồ tí. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là: cảnh khổ, địa ngục, cảnh thú, bàn sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa cha tâm mahara chika ta vất tình xa dạ ma tu si ta niệm ma na ra ti pa ra niệm mita quá sa quá tì cha ti ca ma su ga ti phù mi sa ta vi tha hồ ti sa ba na yang e ca đa sa vi tha bi ca ma quá cha ra phù mi chê. Quá sanh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu sức đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nhật Bình đã trả bài xong. Dạ, Nhật Bình có sai thì xin Minh Kinh chữa giùm. Dạ, con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Trang vừa quang lâm vào đạo tràng. Dạ, Nhật Bình mến chào Vinh Giang, Nhật Hà, kính chào Thổi Văn, kính chào tập học gì đây, tập học Bali. Dạ, bây giờ còn vị nào chưa đọc bài không? Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng và Nhật Quỳnh xin đạo tràng hoan hỷ ngài Nhật Quỳnh bốt bài. Nhật Quỳnh kiếm chút phước khỏi cần cảm ơn. Dạ, kiếm chút phước ký để học bài thuộc thôi, học bài dễ nhớ thôi. Dạ, bây giờ thì còn vị nào không, còn vị nào chưa đưa bàn tay lên thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, nếu không thì Nhật Quỳnh khóa sổ luôn đó, khóa sổ tỉnh Quỳnh Kinh đó. Alo, còn vị nào chưa đọc bài không? Dạ, vậy là trong đạo tràng đã trả bài hết rồi. Dạ, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh mời Quỳnh Kinh trở lại đạo tràng để tiếp tục học mà bài học ngày hôm nay. Dạ, Quỳnh hoan hỷ nhân có sao Nhật Quỳnh nói vậy, tại Nhật Quỳnh chậm quá nên Nhật Quỳnh sợ Quỳnh dạy nhanh. Nhật Quỳnh năn nỉ Quỳnh chứ làm gì mà dám đuổi thầy. Công nhận Quỳnh gieo tiếng quán thì Nhật Quỳnh ghê luôn đó nha. Dạ, Quỳnh Kinh đâu rồi, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Nhật Quỳnh xin dân mít đây. Alo. Dạ, kính mời Quỳnh Kinh ạ. Dạ, xa thấu. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sa Kha. Dạ, kính lễ cho Tất Tăng, mình chào tất cả quý vị. Dạ, đang chuẩn bị kiếm dài ba ta mang vô, lễ cô Nhật Quỳnh có đuổi, còn chạy được, chạy chân không, đau chân. Nhật Quỳnh có đuổi, chạy té khói. Rồi, kính thưa quý vị, tuần trước và chúng ta đi ngao du trên cõi đau lại, đi tham quan tất cả những nơi di làm thắng cảnh gì đó, cõi đau lại. Giờ đưa vô cái cõi thứ ba, cõi dạ ma. Thật ký chuẩn bị cõi dạ ma số ba, cõi dạ ma. Dạ ma phù mí, gọi dạ ma ha. Thì gọi dạ ma là nó, cái chữ này nó căn từ chữ văn á. Chữ này. Căn từ chữ văn, có nghĩa là tiêu diệt. Cái gọi chữ này là tiêu diệt.
Rồi, ha. Rồi nguyên cái chữ yama đó, yama đó là cõi tiêu diệt sự nóng bức. À, ghi chữ yama là cõi tiêu diệt sự nóng bức, khó chịu, không có sự áp bức, nóng nảy, khó. À, là ý nghĩa của cái chữ yama. Yama, cõi tiêu diệt sự nóng bức, khó chịu, không có sự áp bức, nóng nảy, khó lãnh chịu. À, là ý nghĩa của cái từ yama. Rồi, đó là chúng ta nắm được cái ý nghĩa của cái từ trước ha. Rồi bây giờ mình xuống định nghĩa về cái trú xứ. Thì đánh gạch tội dòng hay cái bông nội dòng cũng được ha. Trú xứ của những người sống với hạnh lành, với tâm mát mẻ. Chấm. Trú xứ của những người sống với hạnh lành, với tâm mát mẻ. Chấm cái hàng rồi. Xin là chỗ ở của những chư thiên đã xa lìa sự khổ, đã đến thiên lạc. Chấm. Chỗ ở của những chư thiên đã xa lìa sự khổ, để đến đã đến thiên lạc. Hoặc là chư thiên đã xả ly sự khổ cũng được ha. Đã đến thiên lạc. Đã xả ly sự khổ, đã đến thiên lạc. Tức là cõi già ma này nó là cái trú xứ của những người mà có một cái đời sống với những cái sự hạnh lành, với những cái thân khẩu ý trong lành và với cái tâm mát mẻ, và cũng là cái chỗ ở của những chư thiên đã xả ly những sự khổ, đến được thiên lạc. Thì người ta nói là định nghĩa chúng ta biết cõi già ma là cái cõi là thiên lạc, cái cõi với những cái dành cho những người có đời sống an lành, có tâm mát mẻ. Rồi xuống dòng thuộc tầng trời thứ ba, tức là cõi tứ đại thiên dương là một ha, cõi đấu cõi đạo lợi là hai, cõi dạ ma là thứ ba, thì cõi dạ ma này thuộc tầng trời thứ ba. Rồi xuống dòng vị chúa cõi này có tên là, để copy ra cho lại đi. À, vị chúa cõi này có tên là Suyama hay là Yama. Do vậy cõi ấy được gọi là Yama. Vị chúa của cõi này gọi là Suyama hay là Yama, tức là vị vua trời cõi này đó, vị chúa cõi này đó, cái tên không là Suyama hay là kia là Yama. Giờ mày lấy từ cái tên này, tên của vị này đặt tên cái cõi trời luôn là cõi trời Yama, Yama Fumi. Rồi xin dòng ha. Gạch ra dòng luôn cái cõi Yama. Cõi Yama nằm trong hư không. Có cái chữ Bali được luôn ha. Cõi Yama nằm trong hư không. Akasatthadevata là cõi hư nằm trong hư không, cõi Yama nằm trong hư không. Tức là cõi này nằm trên hư không ha, nằm trong hư không ha, lơ lửng trong hư không ha. Rồi xuống dòng gạch ra dòng nha. Không có nhóm địa cư thiên. À,
về cửa thiên á, nó không có như cõi đau lợi. Đau lợi có hai là địa cửa thiên và hư không chư thiên ha. Bây giờ cõi Yama này chỉ có nằm trên hư không thôi chứ không có ở địa cửa thiên. Là phương mắt thế đề quá ta, là không có nhóm này, là không có sống ở trên trái đất mặt đất mà sống ở trên hư không. À, đúng rồi. Trong dòng chu vi cõi dạ ma, chu vi cõi dạ ma này trải rộng ra bằng với bức tường chắc cá hoa lá, bằng với bức tường chắc cá hoa lá. Chư thiên chu vi cõi dạ ma này trải rộng bằng với bức tường chắc cái hoa lá, và thiên cung của các chư thiên ở cõi này đầy khắp, và thiên cung của các chư thiên ở cõi này đầy khắp. À, tức là người ta nói mà cái cõi dạ ma này có một cái chu vi được, nếu mà trải rộng ra với nhiều với bức tường chắc cái hoa lá, không biết bức tường này nó bao lớn nhưng chắc khủng khiếp lắm, giống như là bức tường biên giới Mexico với Mỹ. Mà bức tường chu vi này không, và cái thiên cung thì của những cái chư thiên này nó đầy khắp ở đây, chỗ nào cũng có khắp mọi trong cái khu trong cái không đó không. À, thì như vậy là nói về cái chu vi của cõi này. Rồi, xin dòng. Thiên cung, thiên sản, thiên sắc thân của chư thiên cõi này. Thiên cung, thiên sản, thiên sắc thân của chư thiên cõi này. Vi tế hơn chư thiên cõi tam thập tam. Vi tế chư thiên cõi tam thập tam. Và tuổi thọ cũng lâu hơn nhiều. Thiên cung, thiên sản, thiên sắc thân của chư thiên cõi này vi tế hơn chư thiên cõi tam thập tam, và tuổi thọ cũng lâu hơn nhiều. À, tức là tôi nói là cái trên cái cõi này là cõi Yama này, về cái thiên cung rồi, những cái cung điện của trời ha, hoặc là những cái thiên sản, tài sản, ngọc ngà châu báu lưu ly rồi. Hoặc là thiên sắc, tức là cái sắc thân của những vị trời này đó. À, những vị trời trên cõi Yama này nó vi tế hơn cõi tam thập tam thiên nữa. Cõi tam thập tam thiên là đã là xuất sắc ha, còn cõi này còn xuất sắc hơn nữa, còn đẹp hơn nữa. Và những tiên nữ trên này là rực rỡ và tuyệt vời ha. Và tuổi thọ cũng lâu hơn nhiều, sống lâu hơn tức là cõi tam thập tam. Rồi bây giờ mình xuống mình ghi tuổi thọ 2.000 năm, tức là tuổi thọ cõi dạ ma này có 2.000 năm tuổi. Tức là cõi dạ ma này nó sống 2.000 năm tuổi của cõi đó. Bây giờ một ngày một đêm, tức là giờ mình biết là một ngày một đêm của cái cõi trời này đó bằng 200 năm cõi người. Một ngày một đêm trên đó nó bằng 200 năm cõi người, tức là người ta ngủ giấc thức dậy là mình qua mấy kiếp rồi đó. Một ngày một đêm bằng 200 năm cõi người. Rồi như vậy 365 ngày mình nhân cho 200 thì bằng 73.000 năm. 365 ngày nhân cho 200 thì bằng 73.000 năm. Tức là 365 ngày trên cõi trời này đó nhân cho 200 năm cõi người, là một 200 năm cõi người thì bằng 73.000 năm, là một năm trong đó bằng 73.000 năm cõi người.
bảy văn rồi. Rồi ở đây nó 2.000 năm trên cõi trời thì mình lấy 2.000 năm nhân cho 73, 73.000 năm, 2.000 năm nhân cho 73.000 năm bằng 146 triệu. Mọi người, 2.000 năm nhân cho 73.000 năm bằng 146 triệu mỗi người. Yeah, có này không ạ? Có chứ, này có dục giới, đất đất thánh nhân rầm rầm nhá. Tại đây những cõi trời đất thánh nhân nhiều lắm. Có người mình dễ vui rồi làm biến đi, lăn lắc vậy. Rồi như vậy mình gom lại tuổi thọ của cái cõi Dạ Ma này là 2.000 năm tuổi, à, thì một ngày một đêm trên đó bằng 200 năm của người mình, thì như vậy 365 ngày trên cõi đó nhân cho 200 năm bằng 73.000 năm, và 2.000 năm tuổi nhân cho 73.000 thì bằng 146 triệu của người, à, tức là người ta khi người ta sống tới khi người ta hết tuổi thọ người ta chết rồi đó, người ta chết rồi đó thì như là mình không biết đâu vì không có tiêu. Trên đó thì nghe nói là những vị tu trên những cõi trời này đắc đạo nhiều hơn là những cõi người mình rất nhiều, à, đắc đạo vô số. Thì có những lần mà Đức Phật Thế Tôn đi thuyết pháp các cõi trời thì những vị chư thiên này về nghe đắc đạo rất là nhiều, nhất là khi Đức Thế Tôn thuyết ngày tung trời đạo lại đó thì những vị những cõi trời khác xuống cũng nghe chứng đắc đạo quả rất là nhiều. À, đây là về cái cõi Dạ Ma, chúng ta biết rằng là một cái cõi mà cũng cao hơn cõi Tam Thập Tam, à, cao hơn cõi Tam Thập Tam Thiên, có những cái sắc thân, những cái thiên thì cái này là có do cái phước sanh, tức là khi mà mình sanh lên đó thì do cái phước mình sẽ tự nhiên mình sẽ có được những cái chỗ ở, những cái thiên sản thiên cung mình có sắc thân tốt đẹp, à, nó phát sanh tự nhiên vậy, nó làm có đó, à, và mình hưởng được những cái phước báo đó. Cũng như cõi trời, cõi người mình cũng vậy đó. Cái gì? Nó không có tăng đoàn, không có xuất gia. À, như cõi người mình á, à, những người mà giàu có thì cũng là do phước. À, quá khứ họ có được sanh ra, họ được sanh trong gia đình giàu có, họ được sống trên nhung lụa giàu sang, họ sống trong những cái lâu đài, ha, sống trong những cái chỗ mà là rất là quy nghi, đó là do cái phước quá khứ mà họ có, xem dù là có người họ vẫn có được những cái đó. À, nói gì khác cái chỗ là những cái lâu đài những cái này kia là phải do xây dựng lên, còn cõi trời thì nó tự quyến hiện, nó xuất hiện có liền. Thì như vậy đó là cõi, những cõi trời nó có những cái đặc biệt hơn con người mình, và thứ nhất là về cái sắc tế đó. À, ở đây không có địa địa tiên, ở đây không có chư thiên trên trái đất, sống trên hư không thôi chứ không có sống trên trái đất, cõi nào không có. À, bữa nào chư thiên với Nguyên Như lên trên đó với lại Hà nó lên đó kia thử rồi sao, điện thoại gọi lên hỏi trên đó giờ muốn xuống đây phải xuống cách nào. Điện thoại alo cho số là 0000 1111 bốn số là kêu lên đây có. Hỏi thông người ta đó giờ muốn xuống đây giờ xuống cách nào, giờ ở đây muốn lên đó lên sao, à, mua vé máy bay của hãng nào để mình lên đó mình kiếm mình thăm mấy ổng coi cái đời sống trên đó nói sao. À, chúng ta thấy cõi trời có những cái mà thành ra chính vì cái sự vi tế, cái sự mà ta kêu là mầu nhiệm của nó đó, sự vi tế, sự đặc biệt đó, làm cho người ta trở nên giống như là khi mê tín. À, những người khác bạn không biết trở thành nó tưởng tượng rồi có một gì đó ghê gớm lắm, nhưng thực sự không có, là chỉ là do phước không có sanh thôi, à, mà nhiều người không tin luôn, à, lâm ra người ta thấy chuyện đó là giống như là chuyện của trong phim Tề Thiên Tề Thánh nha. Chuyện Tề Thiên, à, nhưng mà thực sự là có hết, à, là tất cả đều, à, trên thế gian là không có gì không có, do phước do nghiệp đều có thể có được hết. À, thì mình thấy nhiều cái rất là đặc biệt. Rồi đó là cõi số 3. Rồi giờ mình vô tiếp đi lên tham quan tiếp cõi lên nữa không? Từ cõi đấu xuất. Tham quan tiếp.
lên gọi đó xuất. Bốn cõi đấu xuất, đấu xuất hay đấu xuất, mấy người kêu từ âm từ chữ tu xích tát, cõi đấu xuất xuất là như là chữ S chứ không phải chữ X, đấu xuất âm lại từ chữ tu xích tát đấu xuất. Rồi xuống dòng gọi là cõi đấu xuất, gọi là cõi đấu xuất vì các thiên nhân nơi cõi này thường có sự hoan hỷ và tươi vui. Gọi là cõi đấu xuất vì các thiên nhân nơi cõi này thường có sự hoan hỷ và tươi vui. Tức là đấu xuất là cõi mà là những chư thiên ở đây là có luôn luôn đây có sự vui vẻ sống luôn luôn là vui vẻ hoan hỷ, mặt mày tươi cười, không có kiểu mà sân hận như cõi người mình. Có người mình nói đụng chút xíu là cái là mặt sụi xuống ha, đụng chút xíu cái nổi sân lên. Có này thì đã có sống đời sống rất là vui vẻ, rất là an lạc, rất là hoan hỷ, cho nên được gọi là tushita phù mít. Rồi sẽ dòng đánh cái bông rồi dòng ha, cõi xa lìa nhiệt não, tức là cũng là xa lìa nhiệt não, cõi xa lìa nhiệt não phải là nơi nương của các vị trời, là nơi nương của các vị trời thọ hưởng quả phúc, nhất là quả phúc ba la mật hay là barami. Cõi xa lìa nhiệt não là nơi nương của các vị trời thọ hưởng quả phúc, nhất là quả phúc của ba la mật hay barami. Tức là cái cõi này được biết là cõi của những vị trời mà lên ở đó là hưởng những cái quả phúc mà do cái sự tu tập về cái ba la mật là 10 pháp parami đó. Tu tập về đây có đấu xuất thì đa số trên đây là những vị trên đây là những vị có tu tập có parami rất là cao. Từ đây chút chúng ta sẽ đi từ từ sẽ biết ha. Rồi xuống dòng cõi đấu xuất này cách xa cõi dạ ma 42.000 do tuần. Cõi đấu xuất này cách xa cõi dạ ma 42.000 do tuần, và nó cao hơn cõi dạ ma nó cách 42.000 do tuần nữa, nó cao lên nữa. Cõi đấu xuất này cách xa cõi dạ ma 42.000 do tuần. Rồi, xin dòng. Chư thiên sống trong hoan hỷ, tươi vui, thù thắng. Ở cõi này, chư thiên sống trong hoan hỷ, tươi vui, thù thắng ở cõi này. Tức là đây nhấn mạnh lại lần nữa cho chúng ta biết là những vị chư thiên sống ở đây luôn luôn là sống ở trong hoan hỷ, tươi vui. Sắc diện thù thắng, tâm này cũng là mát mẻ, tươi vui ha. Rồi xuống dòng, chư vị Bồ Tát trước khi hạ sanh về nhân giới để tu thành tựu chánh giác. Chư vị Bồ Tát trước khi hạ sanh về nhân giới để tu thành tựu chánh giác. Tức là ở cõi này là có những chư vị Bồ Tát, những vị Bồ Tát tu hành giống như Đức Phật mình hồi xưa cũng từ cõi này, thì những vị chư vị Bồ Tát khi mà muốn để mà thành tựu Phật chánh đẳng chánh giác thì những vị này đang ở đây rồi mới hạ sanh xuống bây giờ về cõi người nhân giới để mà tu để mà mới thành tựu được chánh giác. Thì như vậy trên cõi này là những vị Bồ Tát, rất là những vị tu tập về parami và đa phần ở trên đây, đặc biệt là cái đó không. Dòng Bồ Tát sẽ thành
Bồ Tát sẽ trở thành Phật độc giác, Bích Chi Phật độc giác, gọi là Bích Chi Phật. À, cái chữ âm tại chữ này đó, Bắc Chê Ca Bồ Thí Sắp Tá, Bắc Chê Ca Bồ Thí Sắp Tá tức là Bích Chi Phật, tức là Bồ Tát sẽ trở thành Phật độc giác, cũng ở trên cõi này luôn. À, tức là những vị Bồ Tát tu để thành Phật độc giác cũng từ cõi này xuống. Rồi, chương trình Đức Bồ Tát Di Lạc. Đức Bồ Tát Di Lạc là từ cái chữ này, Metta. Đức Bồ Tát Di Lạc cũng hiện đang ở cõi trời này. Đức Bồ Tát Di Lạc, Metta cũng hiện đang ở cõi trời này. Rồi, hiện tại bây giờ là Bồ Tát Di Lạc á, đang ở trên đó, tu tập trên đó. Chờ ngày đủ duyên, đủ năm, đủ tháng duyên lành tới, ngày mới tái sanh xuống cõi người. À, rồi từ đó tu thành chánh đẳng chánh giác. Tức là Bồ Tát Di Lạc cũng đang hiện đang ở cõi này. Rồi xuống dòng. Bồ Tát Thượng Thủ Thinh Văn cũng ở cõi này. Bồ Tát Thượng Thủ Thinh Văn cũng ở cõi này. Tức là những Bồ Tát Thượng Thủ Thinh Văn, giống như mình biết là thời Đức Phật thì có những bậc thượng thủ tinh văn như ngài Sa Di Bất Tá, ngài Mục Kiền Liên, Mất Ca La Ná này, thì những vị này đã từ cõi trời là đón xuất sanh xuống hết. À, bộ thượng thủ tinh văn trên đây. Rồi xuống dòng Thiên Vương có tên là Thiên Vương có tên là Sanh Tú Sĩ Giá, này các vị như này đây. Trên đó có một vị trời Thiên Vương có tên là Sanh Tú Sĩ Giá. Từ cái chữ này đặt ra cái tên của cái cõi này luôn. À, thấy là nó có Tú Sĩ Tá đó. Cái âm thì nó đưa ra cái chữ Tú Sĩ Tá luôn ha. Thiên Vương có tên là Sanh Tú Sĩ Giá. Rồi Thiên Cung, Thiên Sản, Thiên Sắc Thân của chư thiên cõi này cũng vi tế thù diệu hơn chư thiên cõi Dạ Ma. Thiên Cung, Thiên Sản, Thiên Sắc Thân của chư thiên cõi này cũng vi tế thù diệu hơn chư thiên cõi Dạ Ma. Tuổi thọ cũng lâu dài hơn. À, đặc biệt hơn. À, thì ở trên cõi này có cái sự thu thập về Thiên Cung cũng là chói sáng hơn, đặc biệt hơn, và Thiên Sản cũng là nhiều hơn, những hàng là hàng hiếm quý hơn. À, Thiên Sắc thì cũng vậy, rất là vi tế, rất là sáng chói. À, của những vị chư thiên ở trên cõi này đó, có những cái gì cũng cao hơn, những vi diệu hơn, cũng là tế nhị hơn. À, còn những cõi chư thiên trước còn tế nhị hơn cõi Dạ Ma, cõi Đao Lợi, cõi Tứ Thiên Vương, rất là vi tế, có những cái tài sản rất là thù diệu. Và tuổi thọ lại dài hơn, dài hơn những cái cõi kia rất là nhiều. Thì bây giờ tuổi thọ 2.4 ngàn năm tuổi, tức là gấp đôi cõi Đao Lợi, cõi Dạ Ma. Dạ Ma 2.000 năm tuổi thì tuổi thọ lại 4.000 năm tuổi. Vì để sống lâu ghê, 4.000 năm tuổi không dễ sợ. À, một ngày một đêm bằng 400 năm cõi người mình, tức là chỉ chớp mắt ngày một đêm là ngủ thức dậy là ở đây mình 400 năm. Một ngày một đêm bằng 400 năm cõi người. Thì
365 ngày nhân cho 400 bằng 146.000 năm mỗi người. 365 ngày nhân cho 400 bằng 146.000 năm. Rồi, bây giờ 4.000 năm tuổi thọ trên đó, 4.000 năm mình nhân cho 146.000 thì bằng 584 triệu. 584 triệu năm mọi người. Thành ra nếu mà nhà chúng ta mà mình mà từ cõi người mình chết cái mình sanh về cõi này đó, sanh về những cái cõi trời đó, thì khi mình sanh lên đó cái mình mới nói chuyện vui vẻ, nói qua lại ngủ giấc thức dậy xuống mất tiêu rồi đi ta vào đó này, tái sanh cảnh giới khác đó. Mình cái tuổi thọ ở đây rất là dễ sợ ha. Dạ. Cũng như càng hình như càng xuống ít phước nào tuổi thọ càng giảm như đấy. Nhiều như con người mình được sống dạ xuống những cái loài thú thấp nhỏ nhỏ từ từ nó càng tuổi thọ nó càng ngắn, mèo chó nó tuổi thọ nó càng ngắn lên đó, càng lúc càng ngắn lên. Thì về cõi ở đây thì nó có tới 4.000 năm tuổi, một ngày một đêm bằng 400 năm của người mình, tức là ngủ giấc thức dậy là ở dưới đây là mình 400 năm, 400 năm là qua bao nhiêu cái vấn đề đó. Mà ở đây mình mới có sống được mấy chục năm thôi mà mình thấy đủ thứ chuyện xảy ra. 400 năm thì không biết sao, trong khi đó trên đó có 1.000 đêm thôi. Thì về 4.000 năm tuổi thọ trên đó bằng 584 triệu năm của người mình. Rất là khủng khiếp một con số mà không thể mình tưởng tượng nổi cái tuổi thọ lâu dữ vậy. Nhưng mà lâu gì lâu cũng có cái kết thúc của nó. Ngày nào đó tới một ngày nào đó hết phước cũng vàng cũng bị sanh xuống, nếu mà không tu tập tiếp là mệt nghỉ luôn. Đó là vấn đề như vậy. Rồi đó là cõi thứ tư, là cõi tố xuất mình vừa học. Rồi tới cõi thứ năm, cõi quá lạc thiên. Năm cõi quá lạc thiên. Cái gì ghi kịp không quý vị? Alo, Thiên. Nim Narati Phù Mí. Quá là tiếc. Rồi có câu Bali vậy nha. Ghi này ra. Nima Narati Năng Niwasa là bằng như là Nima Narati, có nghĩa là giờ ghi cái ra luôn nè. Cõi của chư thiên thọ hưởng ngũ dục mà tự mình hóa tạo, tự mình biến hóa tạo ra đó. Cõi của chư thiên thọ hưởng ngũ dục mà tự mình hóa tạo. Chấm. Do vậy, cõi ấy gọi là cõi hóa lạc thiên. Nimanarati. Cõi của chư thiên thọ hưởng ngũ dục mà tự mình hóa tạo. Chấm. Do vậy, cõi ấy gọi là cõi hóa lạc thiên. Nimanarati. Tức là cái cõi này là cõi chư thiên này là cõi mà hay mà muốn hưởng cái gì đó, muốn hưởng về những cái sắc tinh dị sức những cũ dục á, thì người như cõi này người ta tự hóa được, người ta biến hóa cho nên mới được gọi là Nimanarati. Chứ không như hoặc những cõi khác, ví dụ như mình muốn cái gì là mình phải đi mua đi ăn đi này kia là mới có, còn cõi này không có. Nó muốn thì muốn có cái bánh bao họ nghĩ tới là biến ra có liền, không muốn có ly cà phê nghĩ có ly cà phê liền ha.
phải như khỏi mình phải chạy đi mua pha cà phê hay là đi mua đi này cái là mất công chút xíu. Hơi cõi này nó mới được gọi là cõi hoa lạc tiên này à, này khỏi kiếm tiền khỏi lo làm ăn gì đây, hãy muốn có à, sướng như vậy cho nên gọi là cõi hoa lạc tiên. Rồi xuống dòng đánh hoa thị đầu dòng ha, cái này mới quan trọng này, cõi hóa lạc và cõi tha hóa tự tại thì không có tình nhân, và cả hai cõi là cõi hóa lạc và cõi tha hóa tự tại thì không có tình nhân chấm xuống dòng, tức là họ không có người yêu, cõi này không có người yêu. À, rồi xuống dòng thiên nam hay thiên nữ trong cõi này, thiên nam hay thiên nữ trong cõi này khi nào muốn hưởng dục thì tự hóa hiện ra tình nhân. À, đọc đáo bây giờ này ha, là thiên nam hay thiên nữ trong cõi này khi nào muốn hưởng dục thì tự hóa hiện ra tình nhân. À, muốn mà biến ra giờ thiên nam mà biến ra cô đào thiệt đẹp à, hỏi hết à, biến ra cô đào thiệt đẹp mà yêu cô đào họ biến ra hiện ra muốn đẹp cỡ nào có cỡ đó, mãi như mình rủi xuôi gặp cô xấu đổ nợ còn thiên nữ thì khác, thiên nữ thì muốn có tình nhân là nam thì biến là tình nhân nam gọn gàng đẹp đẽ sạch sẽ thơm tho như ý muốn, tức là như ý muốn nói chung là như ý muốn à, chứ không phải mỗi người mình à, nhiều khi xui xui lỡ gặp mắc nợ bà nào nó xấu quá cái rước về giữ như chằn thì cũng phải ôm đạn nữa. Hoặc là xui gặp ông chồng nào dữ tợn này nhậu của nhạc say sưa tối ngày chết nữa à, mà thua thua cho đó, còn cõi này sướng cõi này muốn cỡ nào có cỡ đó à, giống như ví dụ Giang Nhất Hạ muốn có cô đào đẹp thì đẹp đẹp như tiên nữ như ý muốn của mình thì có liền à, hiện là bạc có liền à, hoặc là cái gì nữ là nha Châu Nguyễn Nguyên Như vậy đó, muốn có người yêu đẹp mà biến cái có liền khiến cái có đầy đủ à. Rồi từ cõi tứ thiên vương xuống dòng ha, từ cõi tứ thiên vương tam thập tam dạ ma đấu xuất cả bốn cõi này đều có tình nhân à, từ cõi thiên vương tam thập tam dạ ma đấu xuất cả bốn cõi này ghi cả bốn cõi này thêm chữ tất cả chư thiên đều có tình nhân cho nó hấp dẫn, từ cõi tứ thiên vương tam thập tam dạ ma đấu xuất cả bốn cõi này tất cả chư thiên đều có tình nhân, riêng cõi quá lạc thiên với thầy quá được đại thì tự họ biến hiện lấy à, cõi quá lạc thiên này thì tự họ biến lấy à, nhưng mà họ không có tình nhân, không có người yêu ruột, không có người yêu chính thức, khỏe khỏi mắc nợ ai, khỏi ai nợ ai, là cảm như có người lộn xộn đủ thứ chuyện bài đặt đủ thứ ha, khổ sở rồi thất tình yêu đương đủ thứ rồi à, tự tử rồi đánh ghen rồi đủ thứ đó, gọi quá là tiền sức khỏe ra muốn có à, muốn thôi à, mà gọi quá là tiền là tự mình biến quá rồi à, sướng ha. Thì như vậy bốn cái cõi này là có nè, bốn cõi này đều có tình nhân. Rồi xuống dòng à, sự vi tế xinh đẹp của thiên cung, sự vi tế xinh đẹp của thiên cung và sắc thân của chư thiên, sự vi tế xinh đẹp của thiên cung và sắc thân của chư thiên, cõi này thì thù thắng hơn chư thiên cõi đấu xuất, sự vi tế xinh đẹp của thiên cung và sắc thân của chư thiên cõi này.
thì thù thắng hơn chư thiên cõi đấu sức, phải, họ cũng dài hơn. À, trên cõi này cái thiên cung rồi vật chất này kia đều là thuộc loại là cao cao sang, cao quý, xinh đẹp, và ngay cả cái sắc thân này cũng là tuyệt mỹ hơn, vi tế hơn, tuyệt mỹ hơn, thù thắng hơn những chư thiên ở cõi thấp hơn. Đó là cái vấn đề đặc biệt, càng lên cao thì cái sự đẹp càng tốt đẹp hơn, càng vi tế hơn. Thì cũng vậy, như người mình cũng vậy, thì người càng có phước nhiều thì cái sắc thân càng đẹp hơn, sáng sủa đẹp hơn, trẻ trung hơn, tuổi thọ cũng dài hơn. Đó là nó có sự rõ ràng để cho ta thấy. Thì như vậy, người đẹp là người có phước, người nào không đẹp thì mình biết là mình cũng kém phước vậy đó. Đó là sự hiển bày rõ ràng là quả của cái nghiệp quá khứ. Rồi, tuổi thọ 8.000 năm tuổi. Tuổi thọ 2.8.000 năm tuổi. Một ngày một đêm bằng 800 năm của người. Rồi, 365 mình nhân cho 800 thì bằng 292.000 năm của người. Tức là một năm bằng 292.000 năm của người. 365 nhân 800 bằng 292.000 năm. Rồi, 8.000 năm của cái cõi này đó, 8.000 năm mình nhân cho 292.000 thì bằng là 2.336 triệu năm. 2.336 là 6 số 0 á. Cái việc mình kêu 2.336 triệu năm. Hai chấm ba ba sáu, sáu số không nữa. À, tức là chúng ta thấy là cái tuổi thọ ở cái cõi này lên tới 8.000 năm tuổi, thì thấy là sống hưởng cái sự hưởng lạc trên những cõi này nó rất là lâu dài, một ngày một đêm 800 năm có người mà. Như vậy họ sống 8.000 năm tuổi thì họ tới 2.336 triệu năm có người, sống hưởng ở cái cảnh mà lâu đài địa ngục rồi, tất cả mọi thứ đều là tuyệt mỹ ha. Ngay cả là muốn được có người yêu cũng là người yêu tuyệt mỹ luôn, muốn gì có đó, nó phước giống như con người mình vậy. Mấy người mà có phước lớn và sanh ra trong cõi này làm gia này cái, hoặc là những người mà gọi tài sản khổng lồ, muốn gì có đó, nhà lầu xe hơi cung vàng địa ngọc, những bậc vua chúa vương tôn mà có đầy đủ như đó, muốn gì có đó ha. Đó là những cái phước họ, nhưng mà giờ có người mình chỉ hưởng được cái chút xíu à, hưởng được cao lắm vài chục năm là ngủm cổ đói. Người cõi này người ta sống hưởng được rất là lâu, cái phước rất là lâu. Chứ mà thấy là giờ mình đã đi dạo được tới cái cõi quả lạc thiên, và bây giờ tới số 6, cõi tha hóa tự tại. Tha hóa tự tại. Cõi tha hóa tự tại. Mình thấy chính vì sống lâu vậy người ta mới lầm tưởng là sống hoài chết, trường sanh bất biến, trường sanh bất tử.
thấy cõi người sao cứ chết lộp đập lộp đập, mà sao cái cõi này quay lên còn hoài đó, à, sống hoài không chết. À, nên đây là cái vấn đề cũng tạo cho những cái tri kiến lập lạc. Rồi cõi tha hóa tự tại, Paranimittavassavatti. Cái chữ này đó, từ cái câu này Paranimittavassavatti năng ni qua xa. À, từ cái câu đó bằng ra dịch là đồng nghĩa với là bari baranim mitawasawati, nguyên câu ra rồi mình mới dịch ra cái câu đó, tức là cõi của chư thiên hưởng ngũ dục từ nơi chư thiên khác hóa tạo cho. Do vậy nơi ấy gọi là tha hóa tự tại. Cõi của chư thiên hưởng ngũ dục từ nơi chư thiên khác hóa tạo cho. Do vậy nơi ấy gọi là tha hóa tự tại. À, tức là cái cõi tha hóa tự tại, mà tha hóa đó vậy, dịch ra từ vậy đó. Rồi cõi này ví dụ như bị chư thiên đó, giờ ta muốn cái gì đó, à, khởi ý muốn gì là có chư thiên khác đem tới cho liền, đem tới dân liền ha. Vì như vậy là những vị này giống như mấy ông vua muốn gì nói cái là coi như là lâu la tùy tùng là phải đem tới dân cúng cho ông vua được hưởng ha. Muốn ăn món cao lương mỹ vị, muốn uống muốn gì đó, mà muốn bất cứ những thứ gì từ ngũ dục là có người đem tới dân tới học liền à, đó cho nên gọi là chư thiên hưởng ngũ dục từ những chư thiên khác hóa ra, hóa tạo ra cho, à, được gọi là tha hóa tự tại. Rồi xin dòng chư thiên trong cõi này không có tình nhân riêng của mình, giống như cõi hóa lạc thiên. Chư thiên trong cõi này không có tình nhân riêng của mình, giống như cõi hóa lạc thiên. À, cõi tha hóa tự tại này về không có tình nhân riêng, nhưng mà hãy muốn hề cái là có người khác đem tới cho, giống như mấy ông vua mà muốn có cung phi liệu này cái là có người đem tới dân liền ha. Nhưng mà chư thiên cõi tha hóa tự tại vậy, muốn cái là có người tới dân liền. À, giống như cõi hóa lạc là không có người riêng, không có một chính thức người vợ riêng hoặc người chồng riêng. À, muốn người có người đem tới vậy thôi. Rồi xuống dòng, cõi này là trú xứ của ma vương ma rác. À, cõi tha hóa tự tại là cõi của trú xứ ma vương là ma rá đó, và ma vương xuống phá quậy rồi lâm la đó. Rồi xuống dòng, sự xinh đẹp, sự thù diệu của thiên cung, thiên sản, thiên sắc thân cũng vi tế hơn chư thiên cõi hóa lạc thiên, và tuổi thọ cũng lâu hơn. Sự xinh đẹp, sự thù diệu của thiên cung, thiên sản và thiên sắc thân cũng vi tế hơn chư thiên cõi hóa lạc thiên, và tuổi thọ cũng lâu hơn. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái cõi này càng lên cao thì
cái sự xinh đẹp, cái sự sắc đẹp, xinh đẹp thù dịu hơn, thiên cung cũng đẹp hơn, thiên sạn cũng đẹp hơn, mà cái sắc thân thì cũng vi tế, cũng tinh tế hơn những cái cõi như cõi Hoa Lạc Thiên hay là những cõi trước, lớn cõi Hoa Lạc Thiên cũng không thể sánh bằng. Cho nên thấy những vị ở đây cõi này tha hóa tự tại có cái dung sắc rất là tuyệt vời, rất là tế nhị, rất là chói sáng ha. Và tuổi thọ ở đây cũng rất là lâu, cho nên người thấy càng lên cao thì tuổi thọ càng lâu, sắc đẹp càng đẹp, thiền nam thiền nữ gì cũng là lộng lẫy, cũng là đẹp sáng chói. Cho nên nói tới đây người nhớ cái ông tích chuyện của như ngày Nanda, cái ông Nanda mà đi cưới vợ á, không biết phải Nanda gì lâu quá quên, hình như Nanda là phải, đi theo Đức Phật cầm bát Đức Phật mấy ngày cưới, Đức Phật dẫn đi luôn, đi về cho tu luôn. Đó là ông đó đó, Đức Phật mới cho ông đi tham quan cõi trời, xong về thấy tiền nữ đẹp quá, tiền nữ làm sao so với người thì nó giống như kỳ trái vậy, người giống như kỳ đòn bị trái trái rụi rụi lông, tiền nữ đẹp quá. Lên đó cảm về từ từ Đức Phật nói giờ ráng tu giờ tốt rồi được lên đó cưới mấy bà đó, khoái quá tu. Rồi cái duyên ông này cũng lạ, tôi cuối cùng cũng đắc đạo quả luôn, đắc đạo láng luôn, thấy xấu hổ quá rồi tu để mà được những em đẹp này, nó cũng là cái duyên của vậy đó. Nó có mỗi người có cái duyên tu cũng rất lạ, bởi vì mình không có bắt ai phải tu theo mình được, mỗi người có một kiểu cái duyên nghiệp trong quá khứ. Cho nên lên đây mà thấy những cái thiên nữ trên đây là chắc xỉu, mình ra không dám lên, lên sợ anh về cái mình ăn ngủ không được. Nhất là dân Nhật Hạ mà lên đó gặp mấy em trên đó, thiên nữ đó là thôi, về là bỏ cơm luôn. Thấy lộng lẫy quá ha, sắc diện quá đẹp, mặt ngoài sáng chói, tóc dài xuống tới gót chân, da trắng bạch, da trắng sáng rực rỡ, mặt bồ câu, mắt bự, mũi cao dọc dừa, da dẻ thơm phức, nhìn thấy là thôi, thấy ông nam mà thì chết tôi bị thương. Từ đây ông Nanda nó lên, ông mới về, ông xỉu luôn, thấy là quá trời, đẹp khủng khiếp luôn, nhìn lại người mình thấy ghê quá, người mình da dẻ thô thiển, ấy mà qua ba một hai ngày mà không tắm thì nó dơ hôi tanh nữa. Ông thấy ông nản quá mà thôi tu cho kiếm phước rồi ba về khỏi đó, kiếm mấy nàng tiên nữ này là sướng hơn, đẹp hơn nhiều. Khỏi người này dỏm quá, có người đẹp thì có người dỏm quá, không đạo khoái. Đó là cái sự đặc biệt, cái coi là những thiên nữ, thiên nam, thiên nữ nó sắc pháp rất là vi tế, rất là đẹp, rất là hấp dẫn, làm cho bao nhiêu chàng trai phải điêu đứng. Nhiều khi nó có những lúc mình nằm trên bao thấy gặp những vị tiên nữ bay xuống vậy, trời, đẹp lộng lẫy, đẹp mê luôn, thấy là mất ăn mất ngủ. Không biết mấy cô có nằm trên bao thấy tiên nam chưa, chúng tôi thấy tiên nữ là đẹp quá trời đẹp, đẹp hết biết luôn, không có gì sánh bằng. Chưa thấy tiên nam, chưa thấy tiên nam mà chưa có phước, là chưa có đủ phước, chưa biết được sắc đẹp của tiên nam nó là sao. Đúng rồi, mọi người hết hoa hậu hoa hiếp, chân dài chân ngắn vậy, thua vậy, giống như là bước đi lên cõi trời thấy cả người đẹp mà hoa hậu Việt Nam, á hậu này, chẳng thua vậy. Rồi tới tuổi thọ mà, tuổi thọ cõi này có 16.000 năm tuổi, tuổi thọ sống tới 16.000 năm luôn.
tuổi thọ 16.000 năm tuổi, thì một ngày đêm, một ngày đêm bằng 1.600 năm của người, ngày đêm bằng 1.600 năm của người. Vì 365 ngày nhân cho 1.600 bằng 584.000 năm. 365 nhân 1.600 bằng 584.000 năm. Rồi, 16.000 năm là tuổi thọ của vị trời trên đây là 16.000 năm, nhân cho 584.000 thì ra 9.344.000.000 năm. 16.000 năm nhân 584.000 bằng 9.344.000.000 năm. À, chúng ta thấy là những vị trời này có một cái đời sống là lâu, gần như là chúng ta là mình không thể nào mình biết được sống như thế nào. Nếu mình có người mình cứ sanh đi làm người người là hoài thì mình khó mà mình biết được, hoặc mình chỉ nghĩ là những người này nó sống là coi như là không có chết, bất tử. Cho nên cái số năm quá lâu, 9 tỷ năm mà sống quá lâu cái này. Cho nên đó là những cái vấn đề mà chúng ta biết. Như vậy là chúng ta đã đi qua được tới cõi số 6, là 6 cõi trời dục giới rồi ha. Rồi xuống dòng điều cần biết 2 chấm, cần biết 2 chấm. Giờ các vị thiên hưởng dục lạc thanh nhã hơn cõi người, các vị thiên hưởng dục lạc thanh nhã hơn cõi người, là những tất cả những vị trời thiên đó thì nó có hưởng về dục lạc nó thanh nhã hơn, nó tinh tế hơn cõi người mình. Tức là những vị thiên này khác người thường mình ha, khác con người mình, người mà dục lạc nó thô thiển, ăn uống thô thiển, hưởng những cái dục thô thiển, nhưng mà những vị thiên thì khác, có sự thanh nhã tinh tế hơn, tốt đẹp hơn. Rồi xuống dòng không bệnh, những vị thiên không có bị bệnh nha quý vị, bởi vì cái sắc thân họ vi tế, họ ăn những cái vật thực ăn vô nó tan hết liền vô trong cơ thể liền, là không có bị những cái tạp chất để mà phải bài tiết ra, bây giờ chính vì những cái tạp chất, những cái độc chất nó mới sanh ra bệnh. Còn những vị thiên là không có bệnh, ăn vô những món ăn vật thực của chư thiên rất là vi tế, ăn vô và ngậm vô nước là nó tan nó chảy tan, giống như mình ăn chi phô mai gì của Pháp, quý vị không biết có ai ăn được những cái đồ của Pháp mà là cao cấp đó. Xưa chúng tôi có ăn thử mấy ăn một ngậm vô nó tan mất, nó độc đáo lắm. Đúng là cái càng tôi tinh tế thì nó có những cái đặc biệt thì mình mới thấy được bầu trời nó có những cái thức ăn rất vậy ha, ăn vô nó tan mất luôn, nó không có để lại những cái cặn bã nào à. Càng dơ và càng thấp thì đồ ăn thô thiển thì nó có cặn bã dư thừa, là còn những cái đồ xịn ấy, xịn nó giống như thịt bọt của bê ha, ăn như bệnh ngậm vô tan mất vì tế phải đặc biệt vậy đó. Thịt bò Kobe quý quý vị bên Mỹ có ai ăn chưa, nghe nói 100 mấy chục đồng, 100 mấy chục đô miếng, miếng một miếng nhỏ một dĩa vô kêu nhàn ra là 100 mấy chục đô một miếng thôi,
người đang ở đây mà nói đặc biệt lắm. Cô Bê thiệt ha, chứ không phải cô Bê Trung Quốc ha. Cô Bê Trung Quốc. Rồi, à, con bệnh ha. Rồi, à, đây chắc Nguyên Như cũng ăn cô Bê rồi, chắc Nguyên Như giàu lắm, đại gia chắc ăn rồi. Như Nguyên Trang này kia là đại gia bên Mỹ đó quý vị. Anh cha nó chết chà quá. Anh trai ăn đòn xăm mà xăm xăm nhung hay xăm mà đắt tiền không cứ giữ à, chư thiên đây nha, chư thiên nha, hưởng những lạc chư thiên đó, chứ không phải thường đâu à, giờ tại giờ đó kém tu trên cõi trời đó, làm thiên nữ cõi trời tu làm biến rồi lo đi kiếm mấy anh chàng tiên nam mà kia bị quăng xuống khỏi người, xuống quăng sao rớt qua bên vực đi nhà nằm bển. Rồi đó là không bệnh ha, chị Thiên gọi những vị chị Thiên không bị bệnh. Rồi xuống dòng, hết tuổi thọ, khi mà hết tuổi thọ đó, hết tuổi thọ sanh tâm buồn bực rồi chết. Hết tuổi thọ sanh tâm buồn bực rồi chết, tức là những vị chư thiên này bị hết tuổi thọ cái mà phát sanh tâm buồn bực chán nản rồi tử. Rồi xuống dòng, khi chết, chết liền biến mất tại chỗ, chết liền biến mất tại chỗ. Cái dòng chết liền biến mất tại chỗ, tức là khi vị này mà chết là phục mất liền ha, chứ không phải như cõi người mình nằm ngáp 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 tắt thở mới chết, nằm giòn đóng đó. Còn nguyên là mất công hầu hầu ta phải đi hầu mình lo làm xác này kia là phải đi chôn cất hết đủ thứ. Cõi diêu thiên là bụp mới biến mất liền, cõi mười người mình đã xấu rồi ha, xấu xí thô thiển còn còn báo hại mà xấu xí thô thiển còn báo cho người sống chết nằm đang đóng báo ta lo đủ thứ. Xấu thì quá cả đúng rồi, xấu mà làm chuyện để ý bắt đầu xấu làm chuyện để ý. À, mốt tôi ai nó chết tôi nghĩ nó chết tôi bỏ thiêu xong rồi lấy cái tro đốt đổ xuống biển này xong gọn và đặt ướp xác chôn này chỗ kia nọ cuối ông. À, nhiều người mà phải là làm những chuyện mà giữ xác lại cho nó lâu chi không biết mà gớm luôn ha, trong khi đó chư thiên thì bốc nghe tôi biến mất liền, chết cái biến mất tiêu liền. Mà chưa chắc đâu, không phải mình không nói được vậy, tại vì cái lộ tâm cận tử nó khác, cái lộ tâm cận tử nó chỉ có một lộ cuối cùng nó khởi lên là mới tử, thì sao mình biết được? Nó do nghiệp nó phát sanh lúc đó, nghiệp tứ thú tướng nó phát sanh lúc vô cận tử, do cái lúc mình sống, đời sống mình làm được những cái gì thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp nhiều mạnh yếu đó, thì theo giờ đó nó mới trổ. À, mình có biết được, còn nói sự buồn bực ở đây tức là khi người ta biết sắp chết thì tự nhiên cảm thấy cái sự chán nản trong tâm mình lúc đó thôi à, nhưng mà tới lúc mà đi vô cận tử nó khác xa lắm à, khó không mình nó mới được cái gì được à, chắc chắn được à, cái tâm mình mà lẹ lắm à, ghê lắm. Rồi khi sanh có thân hình trẻ như thiếu niên 16 tuổi, khi sanh có thân hình trẻ như thiếu niên 16 tuổi, hoặc là sanh ra giống như một thanh thiếu niên trẻ trung là nõn nà nha, 16 tuổi đẹp nõn nà sáng chói, 16 tuổi của cõi trời nó khác, 16 tuổi của cõi người nó khác đó. Rồi thì tức là những vị này quá sanh ha, chỉ tiền quá hiện ra cái là thành thiếu niên 16 tuổi liền, phục ngay là ra liền, mà phục ngay cũng biến mất luôn, tích tắc vậy. Rồi xuống dòng, không hề bị lão hóa, da nhăn tóc bạc, à, không hề bị lão hóa, da nhăn tóc bạc.
tức là giống như xưa cô Nhật Quỳnh đó, cô trẻ, cô xinh đẹp ha, như là hoa khôi xanh như tới năm 16 tôi đẹp ha. À, giờ nó lên tới hàng bảy rồi nó lão hóa, nó biến hóa, da nhăn tóc bạc vậy ha. À, nhưng mà cõi trời ta có vậy à, nó sanh ra cái như thanh niên rồi đó vẫn đẹp ha, à, ok vẫn đẹp, vẫn còn ngon lành ha, vẫn còn cái là gì hồi xưa tức là thời son trẻ, bây giờ thời gì, thời son già thời son già à, những gì tài này ta không bị vậy ha, không bị như mình. À, mình thì bị từ thấy da bắt đầu nó nhăn nhăn lại cái gì à. À, nhìn cái da thấy mà nó nhăn lại, à, da bắt đầu nó giống như nó bị nhúm nhúm rồi ha, từ từ nhúm nhúm à, lão quá à, nhăn nhăn lại, nhìn lại tóc mình bạc trắng càng ngày càng lúc càng bạc à, cô gái tóc bạc hay là bà già tóc bạc à, bạc lần 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 lần, sự thật không thể chối cãi, nhưng mà thời buổi giờ nó khác, bạc cái mình nhuộm, nhuộm cái nó đen là liền, trẻ là liền da nhăn cái nó đi ủi, đi ủi da, đi căng da và căng lại à, già 60 tuổi 70 tuổi đi căng da lại, đi lấy chồng trẻ vẫn được như thế. Tin tức cứ đăng rầm rầm, mấy người già bà già 60 mấy tuổi lấy thằng 20 mấy tuổi đi căng da mặt căng này căng kia rồi trẻ lại hết à, giờ là chống lại cho thiên nhiên thua là một người mình thua thua cho đó rồi, cõi trời tao có gì vậy à, trẻ nhiệm tóc bạc nhưng mà thấy già cái sợ cái nhiệm là tóc đen nó ngộ trẻ thì muốn nhiệm tóc bạc cho mình ngon lành hơn, chứng tỏ mình có đẳng cấp, già vẫn vững chạc, khi già rồi cái nhìn tóc bạc thấy phát ớn tóc bạc còn thấy là đây là cái quan tài kế bên đó, thấy nó bạc mà thấy đời héo hắt, đời sương khói bắt đầu tiêu ha, thì mình biết rồi ha, mình cố gắng mình đừng có bị nặng nề cái này lắm à, già thì phải chấp nhận già, da nhăn chấp nhận da nhăn, tóc bạc chấp nhận tóc bạc à, còn nếu mà muốn nhuộm lại thì cũng được, phải nhìn cho nó bớt bê bối cũng được cái gì, nhưng mà ăn thua cái tắc ý của mình ha. Nhập lại cho đỡ bớt cái già thôi à, thấy trẻ lại chút à, nhiều mình, nhiều người ta cũng có cái quan niệm cũng lạ lắm à, già đã thân mình đã già rồi à, là mặc đồ cũng vậy, mặc đồ lựa đồ bà già mặc, lựa đồ cũng già mặc, nhiên nó còn già thêm nữa cái sự sai lầm của cái quan niệm của người lớn tuổi hay bị, thấy bị nhiều người lắm. Mình đã lớn tuổi rồi mình còn lựa đồ bà già mặc, lựa đồ ông già mặc, cảm giác nó còn già dữ nữa, thấy bê bối sụp sộm rồi tóc tai lù cho bù à, mình già nhưng mà mình phải vẫn tươm tất, mặc gọn gàng sạch sẽ à, tóc tai nếu mà bạc quá thấy già quá mình nhuộm lại cũng tốt chứ cái gì, nhuộm lại đàng hoàng à, cho lịch sự thôi, mình tác ý là mình giữ cho người mình nó được đàng hoàng lịch sự, không có bị mà bê bối quá nhìn thấy quải. Bởi vì mình là cảnh sắc mà à, là cái sắc thân mình là cảnh, là cảnh sắc, là cảnh sắc mà làm duyên cho người ta nhìn à, khi người ta nhìn tôi thấy mình cái tâm bất thiện tôi sanh là phiền, thấy là thấy quải nhìn mình là thấy tôi nản, thấy tâm phiền muộn phát sanh vốn nữa, năng mặt đàng hoàng lịch sự tươm tất, tóc tai gọn gàng thì nhuộm được thì cũng nên nhuộm, có gì nhuộm sẽ nhẹ nhẹ là cũng được, mà có đầm Nguyên Như thì mà có đầm thì tốt quá à, đúng rồi, bê bối quá, nhìn kỹ lắm, nhìn ảnh hưởng tới đời sống xung quanh dữ lắm, mình phải khéo tác ý giống như đi tu vậy, có gì hồi xưa nó đi vậy, mặc y mà cái gì mà miếng điện á, mặc y mà để hở chút xíu mẹ ông la này à, chứ không phải giỡn đâu, mặc y thì phải tuôn tất, phải gọn gàng chặt vô xiết đi cho chặt ha, chứ không nó bê bối lùm thụm nữa, đâu đó là hoàn nghiêm chỉnh à, chứ không phải là bê bối lại xè lại xè xè à, thấy là giữ không phải là để chưng diện, không phải là để xê xua, giữ để cho
được đàng hoàng, được người ngoài để nhìn vô, ta không có đánh giá mình tệ quá. Đó là như vậy. Rồi xuống dòng, người cai quản cả sáu cõi trời. Người cai quản cả sáu cõi trời. Vị có đại quyền lực thù thắng hơn tất cả chư thiên trong sáu cõi trời dục giới là, vị có đại quyền lực thù thắng hơn tất cả chư thiên trong sáu cõi trời dục, có sáu cõi trời dục là, có đại quyền lực thù thắng hơn tất cả chư thiên trong sáu cõi trời dục giới là thiên tử. Đấy, bên này nha. Là thiên tử Vasavati Mara, là thiên tử Vasavati Mara ở cõi tha hóa tự tại, ở cõi tha hóa tự tại là ma vương á, quá tự tại, nó kêu mình hay kêu là ma vương, nhưng mà đó là thiên tử Vasavati Mara ở cõi tha hóa tự tại. Dòng. Thiên tử Ma Rá này là vị tà chư thiên. Thiên tử Ma Rá này là vị tà chư thiên. Không có tâm tịnh tính với Phật giáo. Thiên tử Ma Rá này là vị tà chư thiên. Không có tâm tịnh tính với Phật giáo. Thường gây trở ngại cho đấng chánh giác. Tức là cái ông vua trời mà Ma Vương người ta tha hóa tự tại đó, ông không có tin, không có tin đạo Phật, không có tin nhân quả, ông hay xuống phá Đức Phật lắm, cũng bị Đức Phật là ông hay xuống phá đủ thứ cách, cho nên ông được gọi là vị chư thiên, được gọi tà chư thiên. Đó thì từ khi mà kính thưa quý vị, là khi mà lúc mà Bồ Tát mà chưa có xuất gia đó, rồi bắt đầu mới rời bỏ hoàng cung đi xuất gia đó. Cho đến khi mà ngài viên tịch rồi đó, tức là từ khi Đức Phật mà đi xuất gia rồi tu tập, ông cũng vậy tập lưng la đó. Rồi khi Đức Phật viên tịch sau 500 năm á, ngay sau 300 năm á, sau 300 năm sau á, vào thời hoàng đế vua Asoka đó, thăm Asoka là đức vua cai trị quốc đô ở Pataliputta đó, thì lúc đó đức vua này á, có tâm tịnh tính với Phật giáo, ngài cho xây tháp, xây đền tự đủ thứ ha, xây 84.000 là để cúng dường pháp bảo, những cái đại tự này kia, rồi xây những cái đại tháp tôn trí xá lợi Phật này kia, làm cho để làm có chỗ lễ bái cúng dường. Thì khi mà xây dựng xong, đức vua mới tổ chức đại lễ khánh thành cho các ngôi báo đó, trong một thời gian được biết là 7 tháng 7 ngày. Thì trong mà lúc mà hành lễ như vậy, nó làm cái lễ để mà tôn pháp xá lợi Phật này kia đó, thì thiên tử mà ra này, ông ấy xuống quậy, ông dùng thần lực của ông quậy tôn lắm, nhưng mà ông quậy không được, bởi vì lúc đó có một vị trưởng lão tên là Abhuta. Vị trưởng lão này là một bậc thánh, một là A-la-hán, ngài mới ngăn chặn nhiếp phục ông Ma Vương này. Từ khi mà ông xuống quậy thì đã bị sự cản trở, bị sự
giúp phục của vị trưởng lão này. Cuối cùng ông này ông mới ngộ ra được Phật giáo. À, ông hiểu được giáo pháp, ông từ bỏ tà kiến, ông cái tâm ông mới trở lại và tin vào giáo pháp của Đức Phật. À, lúc đó ông trở thành một người rất là tỉnh tính, và tỉnh tính tu tập mà Ba La Mật rất là thâm sâu, và tương lai ông sẽ thành vị chánh đẳng chánh giác trong tương lai đấy nghe vậy. Ba La Mật này tương lai sẽ thành công nhận là sẽ thành vị chánh đẳng chánh giác trong tương lai đó. À, đó là cái vấn đề mà mình thấy và dễ sợ không, và những vị này cái phước báo là cũng ghê lắm. Và cái trí tuệ là cũng dữ dằn, là mặc dù họ quậy nhưng mà cuối cùng chỉ là được nghe thuyết pháp thôi mà họ đã chuyển mê thành ngộ, mà họ là có một sự tu tập rất là bình tĩnh luôn, chứ không phải như mình nhiều khi cũng bất chấp bất nhắn. À, và như vậy thì mình thấy rằng trong cái cõi trời có những vị chư thiên rất là đặc biệt như vậy. Về cái vấn đề mà người ta nói về hưởng lạc của những cõi chư thiên trong sáu cõi trời này đó, thì được biết là có hai cái luận thuyết của một số những vị sau này, những giáo phật sư, tôi cho rằng cái việc mà hưởng dục của cõi chư thiên, cõi tứ thiên vương, cõi đạo lợi thiên, hai cái nhóm này thì giống nhau, và hưởng dục về sắc dục, về nam nữ có sự giống nhau, nhưng mà chư thiên ở cõi dạ ma thì khác. Ta cho là chư thiên cõi dạ ma, không biết gì, ta dựa theo cái gì ta cho rồi. Tức là cõi dạ ma thì hưởng dục bằng cách, ví dụ như nam nữ thì ôm hung nhau, và sát thân chạm lẫn nhau thôi, vậy thôi, là cõi dạ ma. Nhưng mà cõi lẩu xuất thì hưởng dục là cao hơn chút xíu nữa, chỉ cần nắm tay nhau, chạm tay nhau là xong, xong là thỏa thích, là cõi lẩu xuất. Rồi ta cho là cõi quá lạc thiên cao hơn nữa, thì khi gặp nhau, nam nữ gặp nhau chỉ cần mỉm cười, mỉm cười là xong, nhìn em là anh mỉm cười là vui ha, là yên nhau rồi. Nhưng mà cõi tha quá tự tại ta cho khác nữa, mà cho chỉ cần dùng ánh mắt và chạm nhau thôi, tức là hai người đá một nheo nhau cái chư thiên cõi tha quá tự tại là chỉ cần dùng ánh mắt và đá một nheo cái là xong. Tức là cái luận thuyết thứ nhất người ta cho là như vậy. Theo lên từng cấp bậc mà nó khác nhau. Nhưng mà có cái luận thuyết thứ hai của những vị chú giải, tôi cho là vị hưởng lạc của tất cả những chư thiên trên sáu cõi này, nhất là về cái hành sự của mà nam nữ yêu nhau đó, thì cũng giống nhau gì khác nữa. Thì tôi nói là việc hưởng dục những chư thiên này trong sáu cõi này diễn tiến cái sự mà hoạt động cũng giống y hệt như cõi nhân loại mình thôi, không có gì khác hết. Không có gì mà sai biệt, đó là như vậy. không thấy nói nữa. Nhưng mà có cái luận cứ thứ hai là cho là cũng giống như con người thôi, không có khác. Các ngài luận cứ thứ hai ta cho rằng cái sự diễn tiết này, nếu mà nói về cái sự hưởng dục, nếu mà không có cái sự xúc chạm lẫn nhau, không có sự xúc chạm thân nhau, không có sự hưởng dục không, thì không thể thành tựu được, không thể thành tựu được cái sự hưởng dục của cõi trời này. Cho nên tức là những vị này bác bỏ những cái luận thuyết của những vị cho là sự xúc chạm này, sự nhìn đá lông nheo, không có sự xúc chạm thì không thể thành tựu được. Thì cái luận thuyết này có một cái đưa ra một cái chủ thuyết khác, có một vị giáo họ sư ta đưa ra một cái chủ thuyết khác, ta cho là những chư thiên có dục giới này thì mà có cái sự mà âu yếm nhau thì cái mãnh lực khả năng thành tựu y như nhân loại, chứ không có gì khác, thì phải có như vậy nó mới phát sinh là dục được, nó mới gọi là hưởng dục được. Cho nên chúng ta thấy là nhiều người tranh cãi đưa ra những cái chủ thuyết này, không biết họ như thế nào, mình chỉ biết là dựa trên những cái chú giải có nói vậy. Và nó nói rằng những vị nam thiên trên cõi này thì không có cái sự xuất tinh, tức là không có xuất tinh đối với những vị thiên này. Họ cho là những người đó không có, nhưng mà có một số thì ta nói rằng là chỉ có không có xuất tinh đối với những bậc mà lộ tận hay là bậc tam quả thôi, hoặc là chư thiên phạm thiên thôi, chư phạm thiên thôi mới không có. Rồi sự tranh cãi những cái này cũng ác liệt. Nhưng chỉ có cõi dục mới có, còn những cái cõi kia thì không có. Nhưng mà những bậc a la hán và những bậc bất lai có dục cũng không có luôn. Cho nên đây là một sự mà tranh cãi của những bậc mà trí thức để mà luận về vấn đề này, coi những cõi trời nó có như thế nào.
À, mà ta xác nhận là cái nhóm mà ở địa ngục đó, thưa quý vị, chúng sanh mà địa ngục hay là ngạ quỷ á, thì họ không có thể là hưởng thọ được cái dục lạc này, bởi vì họ đang bị tra tấn, bị khổ, bị lửa thiêu đốt, bị đau đớn khổ sở này, thì họ không có thời gian đâu mà để mà hưởng được những cái này. À, cho nên ngoài những cái loại này ra, tất cả những chúng sanh của giới đều có hết. À, cho nên là nhiều cái vì nó đưa ra những cái tri kiến như vậy để cho chúng ta thấy có cái sự khác biệt về những cái sự như vậy. À, cho nên chúng tôi cũng trình bày sơ sơ thì ở trên đó là mình kể lại cho quý vị nghe vậy ha. À, rồi về cõi người với cõi trời đó, người ta cho rằng cõi hai cái cõi này đó, cõi người cõi trời, thì cõi nào có nhiều bậc thánh hơn. À, phân biệt cho mình thấy đó coi. Thì trong cái chú giải ta cho rằng là thiên giới những bậc trời đó, thì bậc thánh nhiều hơn cõi người. À, trời nhiều cõi người, bởi vì ta nói là những vị mà hồi xưa còn khi xuất gia mà sanh về những cái cõi này đó, ta thành tựu chứng đắc đạo quả rất là nhiều. À, đến khi cả chục triệu chúng sanh có thể thành tựu đạo quả trên cõi trời. Cũng giống như mà chúng ta đã nghe nói trong kinh Đức Phật thuyết về Tạng Diệu Pháp đó, thì khi mà thuyết trên cõi này những cõi trời đạo loại này, thì vô số chư thiên chứng đắc rất là nhiều, không thể tính được ha. Rất là nhiều, triệu chư thiên chứng đắc đó. Còn cõi người mình thì hiếm lắm. À, cõi người mình thì lai ra dài thời Đức Phật cũng vài ngàn người là hay lắm rồi ha. À, cho nên cõi người mình, bởi vì ta nói rằng cái mà sự mà niềm tin mình cũng không đủ mạnh lắm, và cái sự hành thiền về cái thiền Vipassana mình cũng yếu, là không khó thành tựu được. Cho nên chính vì như vậy những vị trời trên cõi thành tựu đạo quả nhiều hơn là cõi người. Cho nên chúng ta thấy có nhiều cái rất là độc đáo, cho nó có sự khác biệt như vậy. Rồi như vậy là chúng ta đã biết rằng những cái sự mà hưởng dục trên những cõi đó như thế nào, và sự thành tựu đạo quả như thế nào, và sự phát triển Phật giáo trong cõi người và cõi trời nữa. Người ta nói là cái sự tiến triển Phật giáo trong cõi người và cõi trời đó. Thì Phật giáo trong cõi trời tiến triển và sáng chói hơn cõi người. Vì đối với Phật giáo á, ta nói là muốn tiến triển rộng, quan trọng phải dựa vô Phật giáo đồ, mà nơi nào Phật giáo đồ đông thì nơi đó Phật giáo tăng thịnh. Thì như vậy cõi trời là quá đông. Người mà hiểu được về Phật pháp thì nhiều hơn cõi người rất là nhiều. Phật giáo cõi trời rất là hưng thịnh và có nhiều bậc thánh, bởi vì quá nhiều bậc thánh. Còn cõi người mình thì thấy vậy chứ không có nhiều đó. Chia năm xẻ bảy rồi lai rai rồi những người biết được theo đúng hiểu được chánh pháp cũng là ngàn ha, cũng tu ghê là tu lết ha. Bàn. Những cái điều đặc biệt hơn cõi trời. Trong cõi người mình về pháp học, tức là việc học, việc dạy, tam tạng, thuyết pháp, tỉnh pháp thì cũng có. Nhưng mà nói về việc mà để mà niềm tin và ta bảo được là không bằng cõi cõi trời. Cho nên cõi trời có những cái đặc biệt lắm. Cõi trời thì về học pháp thì có hai điều là thuyết pháp và tính pháp. Có người thuyết pháp thì họ ngồi nghe pháp. Còn có người mình thì có học, đi học đàng hoàng, có việc, có người dạy, có tam tạng, nhưng mà về cái sự tu chứng đắc thì rất là ít. Nhưng mà rồi đặc biệt là cõi trời không có chư tăng như vậy, không có xuất gia, không có những vị xuất gia. Cõi trời không có những vị xuất gia, chỉ có cõi người mới có thôi. Cho nên cõi người mình có được những cái đặc biệt đó, nhưng mà khiếm khuyết những cái khác, thiếu về những cái khác, tức là sự mà tu tập về đạt thành thánh quả đó. Ít hơn cõi trời rất là nhiều. Đó là sơ lược về một số những vấn đề mà chúng ta cần được biết về cõi trời với con người như vậy. Rồi như vậy là hôm nay chúng ta đã học xong 6 cõi trời dục giới, chấm dứt cái phần cõi trời dục giới ha. Thì sau chúng ta bước qua phần khác. Rồi, Nam Mô Bụt Tha Giá. Do phước quý báo mà chúng ta học hôm nay, nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sắc lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và sớm thành tựu chánh trí đồng đều nha các thầy. Một cái nhạc xin trả mic lại cho luôn ạ. Dạ mời Vi Như.
Alo, Nguyên Như có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không? Rồi, mời Nguyên Như nha, muốn hỏi gì thì kính mời. Nam mô Bố Thầy Giá, dạ con hỏi một câu ngắn thôi thưa thầy. Thầy vừa mới giảng là cõi người á, thì mình có nghe thuyết pháp và thính pháp nhưng mà không có ai chịu tu. Mà trong khi cõi trời á, thì không có ai xuất gia, thì người ta tu nhiều hơn. Như vậy ý của thầy nói là ở cõi người mình á, thì xuất gia có nhiều mà không ai tu hết hả thầy? Dạ con xin nhân mít lại cho thầy ạ. Không ai tu, có người tu chứ. Người tu nhưng mà không bằng người gọi cả trời thôi, người tu ít thôi, gọi trời, gọi trời là cái sự tu tập tỉnh tính là rất là nhiều, và tu về tứ niệm xứ rất là nhiều, mọi người mình ít thôi, so với gọi trời thì không bằng được thôi. Mình cũng có là học pháp, nghe pháp, rồi tính pháp, rồi xuất gia tu này, nhưng mà cái sự chứng đắc là không bằng gọi trời. Gọi trời chứng bắt chứng đắc về đạo quả đó, thành tựu tu đạo quả, tu đạo hàng ma la hàm, ma la hán, nó rất là nhiều. Như nội được Phật thuyết cái vị pháp rồi, quý vị thấy hàng trăm triệu, 600 triệu chư thiên chứng đắc là quả, mà thấy khủng khiếp. Cái sự chứng đắc đó chỉ cần nghe pháp họ đã đắc rồi. Thì như vậy nó đặc thù hơn là cái cõi người mình cho đó. Cõi người mình thời Đức Phật cũng đâu có bao nhiêu vị đâu, cũng vài ngàn vị mà chứng đắc rồi. Còn cõi người thì vô số, ai cõi trời vô số, có những cái thù thắng hơn là như vậy, phước báo quá khứ của họ rất là nhiều. Nè, Nam Mô Bích Thầy á. Alo, quý vị nghe không vậy? Rồi, có hỏi gì cõi trời ai giảng pháp thì những vị trời giảng pháp. Những vị mà có từng tu học pháp với cõi người, người ta sanh lên. Làm trời đó, như những vị như trời nó thích thì kia cũng giảng pháp được. Những vị cõi trời đấu xuất vẫn giảng pháp được. Hoặc là Đức Phật lên trên đó giảng, những vị Bậc Thánh lên đó giảng pháp. Vẫn có như thế, đọc kinh mình thấy rất là nhiều vị lên cõi trời rồi đó. Rồi, sao MC không thấy ai em rú ra nghe, rồi mời quý vị lên nha. Dạ, tại Nhật Quỳnh thấy có câu hỏi nên để nhường cho Quỳnh trả lời. Dạ, vậy là Quỳnh đã trả lời xong những câu hỏi trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn quý vị cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, đây con coi Đại Đức Pháp Trang còn. Dạ, Đại Đức Pháp Trang. Dạ, chúng con sắp hối sau khi thính pháp, sau đó chúng con cũng thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng.